Ok, xin chào mọi người. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái vườn dâu của tôi ngày hôm nay. Nhìn trông nó rất là gọi là tàn tạ. Đây, sau rất nhiều thời gian tôi không không ra vườn thì cái vườn dâu của tôi ngày hôm qua là có một trận mưa đá, khiến cho những trái dâu nó bị một trận mưa tàn phá. Chúng ta cùng nhau đi hái dâu tây. Wow. Trái to mà hư hết. Wow. Mưa đá. Sau một trận mưa đá thì trái dâu nát hết. Đây, những cây dâu dại đang bắt đầu ra hoa này. Nhưng mà hôm qua mưa nữa. Mưa đá nó rụng hết hoa rồi. Nát hết cả quả luôn. Cả quả hư hết rất là nhiều.